Trước tiên thì mình bấm vào cái ở dưới đây này có cái chữ là xem tại không gian nha, bấm vào nha. Đấy. Sau đó thì chúng ta đưa cái điện thoại về trên mặt sàn của giường đấy. Di chuyển. Đấy, thấy chưa? Bây giờ nó đã nằm trên giường của mình luôn. Đấy, thấy chưa? Như chưa? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cái cách xem ảnh 3D động vật bằng Google 3D. Thì cái cách xem ảnh 3D thì chắc là cũng có rất là nhiều người đã biết cái cách xem. Tuy nhiên thì để xem với chế độ 3D, đưa những cái hình ảnh 3D động vật về bên cạnh mình, không gian trong không gian nhà mình như là trên giường, trên ghế, trên bàn vân vân, thì chắc là một số người chưa biết cái này thì cũng không phải lạ lắm gì, tại vì là đây là sản phẩm của Google. Thì để xem được cái ảnh 3D 3D của động vật thì chúng ta cần có chiếc smartphone với cái ứng dụng là Google Chrome đó. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta vào Google nha. Vào Google xong thì chúng ta gõ cái ảnh, gõ cái từ khóa tìm kiếm như là nhím, ngựa, báo, sư tử, vẹt, bạch tuộc, gấu mèo, cá mập gì đấy vân vân, con chó, con sư tử, con nai, con báo rồi đó vân vân. Thì chúng ta gõ vào nha. Giả sử mình gõ vào từ rắn nha. Ta gõ vào từ rắn thì ở dưới đây nha là nó có hình ảnh con rắn, mình gõ con rắn thì nó có hình ảnh con rắn, và mình gõ con sư tử thì nó ra là con sư tử nha. Mình bấm vào chế độ xem 3D, theo bấm vào chế độ xem ở chế độ 3D này. Đấy. Thì chúng ta có thể lật lên lật lên lật xuống nha, lật con vật lên này, lật con vật lên này, đó. Xoay trái xoay phải nha. Đây. Chúng ta có thể phóng to thu nhỏ con vật lại nha, xem chế độ 3D đấy. Chúng ta có thể phóng to nha. Đây. Thấy chưa, ta xem cái đầu con rắn nha. Đây, to thiệt là to nha. Đây này, thấy chưa? Ta thu nhỏ lại nha. Bây giờ mình sẽ đưa con rắn này lên trên giường của mình luôn nhé. Tức là xem chế độ tại không gian xung quanh mình đấy. Thì nó mình xem cái ảnh thì giống như là con rắn này đang nằm trên giường luôn nhé. Bằng cách là mình sẽ bấm vào cái xem tại không gian. Đây, mình bấm vào xem tại không gian nhé. Bước tiếp theo thì chúng ta tìm kiếm mặt sàn nhé. Kiếm cái nền ấy. Đấy. Chúng ta hướng điện thoại thì thấy con rắn này đang nằm ở trên giường của mình luôn này. Thấy chưa, thấy sợ chưa? Đấy. Hiện tại thì con rắn nó đang nằm ở trên giường của mình luôn nhá. Thấy chưa? Đấy. Thu nhỏ lại một chút nhá. Đấy, thấy chưa? Bên này là hai chiếc gối của mình nhá nha. Đây là chiếc giường của mình nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đây là giường của mình đấy nha. Thấy chưa? Đấy. Ảnh 3D ha. Giống như thật luôn. Hiện tại là con rắn nó đang nằm ở trên giường luôn nha. Đây là chiếc giường của mình đấy nha.
Đây. Đây, thấy chưa? Tương tự mình sẽ thử một con vật khác nhé. Giả sử là con chó nhé. Mình đưa con chó lên trên giường của mình luôn nhé. Bây giờ mình bấm là chó nhé. Chó này. Tiếp theo mình nhìn xuống dưới là có nhìn cận cảnh chú chó kích thước thực này, xem ảnh ở chế độ 3D, bấm vào đây nha. Đây. Đây là chế độ 3D ở trên điện thoại nha. Bây giờ mình sẽ đưa con chó lên giường của mình luôn nhé. Bấm vào xem tại không gian. Tiếp theo thì chúng ta cho điện thoại nằm xuống nha. Đấy, thấy chưa? Con chó nó đang nằm ở trên lên giường của mình luôn đây nha. Thấy chưa? Đó, con chó nó đang nằm đang đứng ở trên giường của mình luôn đấy, thấy chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ thử tìm kiếm con hổ nhé. Từ khóa tìm kiếm là hổ. Đây, con hổ gọi là con cọp đấy. Thì chúng ta bấm vào cái xem ở chế độ 3D đây. Đấy. Đây, xem chế độ 3D. Chúng ta có thể phóng to này, thu nhỏ con hổ lại nha. Đây, xoay ngang, xoay dọc đấy. Xoay lên, xoay xuống con hổ nha. Đây là con hổ gọi là con cọp đấy. Đây, thấy chưa? Thấy ghê chưa? Đấy. Đây là mình xem ở trên điện thoại nha. Bây giờ mình sẽ đưa cái con hổ này về tại không gian của mình luôn nhé. Tại không gian đấy. Mình sẽ đưa con hổ này vào trên giường của mình luôn, cho nó đứng ở trên giường của mình nhé. Trước tiên thì mình bấm vào ở dưới đây này, có cái chữ là xem tại không gian nhé, bấm vào nha. Đấy. Sau đó thì chúng ta đưa cái điện thoại về trên mặt sàn của giường đấy. Di chuyển. Đấy, thấy chưa? Bây giờ là nó đã nằm trên giường của mình luôn. Đấy, thấy chưa? Di chuyển. Đấy, bây giờ mình xoay cái điện thoại lên nhé. Đấy, thấy chưa? Hiện tại nó nằm trên giường của mình nha. Đấy, thấy chưa? Bây giờ mình muốn chụp ảnh nha, thì bấm vào cái ô muốn chụp ảnh nha, thì bấm vào cái ô tròn tròn đây mình chụp nha. Đó, thấy chưa? Chụp ảnh nha. 1 2 3 đứng im nha con hổ nha. 1 2 3 chụp ảnh. Đấy. Mình có thể đưa con hổ lại gần vào nhân vật của mình luôn nhé. Ví dụ con bạn hay là người thân của bạn có thể tạo dáng đúng với đấy. Thấy chưa? Đây là không gian thật, đây là cái phòng của mình nhé. Đây này, đây là chiếc giường của mình nhé. Đấy, thấy chưa? Thì ngoài những con vật ở trên như con rắn, con hổ, con chó thì ở trên mạng thì nó rất là nhiều con đã được đưa lên Google 3D nhé, như là con cá sấu này, con cá vây chân, con chăn, con gấu, con mèo, con báo, con nai, con chó, nhiều con khác như con vịt, chim ưng, vân vân. Thì các bạn thích con nào thì các bạn tìm con đấy nhé. Thì cái cách xem thì mình đã hướng dẫn như trên rồi nhé. Đấy, thấy chưa? Cho mày ăn này con hổ ơi. Thì ở trên đây mình đã kể với mọi người cái cách xem ảnh 3D trên điện thoại. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.